Nào các em, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp tuyến của đồ thị hàng số. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói với nhau một chút về lý thuyết về tiếp tuyến. Chúng ta có như sau là bây giờ sẽ là một tiếp tuyến. Một nhỏ thầy sẽ nhắc lại một vài kiến thức cơ bản như sau. Kiến thức cơ bản. Là thầy cho hàm số y bằng f phẩy x có đồ thị C. Đồ thị C và x bằng x không là một điểm mà x bằng x không là một điểm có hoành độ. Có cái hoành độ x bằng x không. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có ngay phương trình tiếp tuyến tại cái điểm x bằng x không của đồ thị C. Phương trình tiếp tuyến thì biết ta đấy. Tiếp tuyến của cái đồ thị C tại cái điểm x bằng x0 thì chúng ta sẽ lưu ý là tiếp tuyến này đầu tiên là nó sẽ qua điểm này, qua điểm M. Hoành độ của nó là gì? X0. Điểm M có hoành độ x0 thì ta làm nào để tìm được trung độ của nó? Do điểm này thuộc đồ thị nên ta thay vào đây này. Như vậy sẽ là y0 bằng f phẩy x0 qua điểm này. Đúng chưa? Cái thứ hai chúng ta sẽ quan tâm tới hệ số góc của tiếp tuyến. Hệ số góc là k bằng. Hệ số góc của tiếp tuyến là gì nhỉ? Là muốn tìm hệ số góc của tiếp tuyến thì em tính đạo hàm của hàm này. Đúng không? Và em thay cái x0 vào cái đạo hàm đó. Đó chính là hệ số góc. Như vậy hệ số góc của tiếp tuyến k bằng f phẩy x0. Đúng chưa? Có một điểm có hệ số góc k thì phương trình tiếp tuyến có dạng là y bằng k nhân với x trừ x0 cộng với f phẩy x0. Cộng f phẩy x0 hay thầy hoàn toàn có thể viết là cộng với y0. Đây là phương trình tiếp tuyến. Ở đây với đặc điểm lưu ý như sau là y0 thì bằng gì? F phẩy x0. Được chưa? Đây là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm nào. Thế thì bây giờ ta tiếp tục là đây là phương trình tiếp tuyến tại một điểm nào đó và chúng ta bắt đầu xem nhé. Là muốn biết phương trình tiếp tuyến thì thông thường em sẽ phải bật tìm ba cái đại lượng. Đại lượng đầu tiên x0, đại lượng thứ hai y0, đại lượng thứ ba k. Và tất cả các bài toán hầu như là người ta sẽ cho gì sau? Cho em x0 thì em phải tìm gì? Y0 và k. Cho em y0 em sẽ phải tìm x0 và k. Hoặc cho em k ta sẽ phải tìm được x0 và gì? Y0. Tức là thông thường cái bài toán tiếp viết phương trình tiếp tuyến ấy thì là phải tìm ba cái đại lượng này. Và có ba đại lượng này chỉ được lắp vào công thức này sẽ viết được phương trình tiếp tuyến. Và muốn thì thông thường người ta sẽ làm như sau là cho em một trong ba đại lượng này. Muốn viết phương trình tiếp tuyến em phải tìm được hai đại lượng còn lại. Đấy, ví dụ như cho k thì phải tìm được x0. Hoặc cho y0 thì phải tìm được x0 và k. Đúng chưa? Đấy nhé, đấy những điểm ta cần phải lưu ý. Đúng không? Đấy. Chúng ta ghi nhận xét này. Nhận xét đơn giản đầu tiên này. Nếu cho x0 thì nhớ là phải tìm y0. Tìm y0 thì dễ ghê đấy, đúng không? Đấy, thay vào đây này. Đấy, và cách thay vào cái này. Phương trình y bằng f x. Để tìm y0. Và cái thứ hai là ta phải đi tìm gì? Tìm k. Tìm k thì là nào? Tìm k thì em sẽ làm tức là thay vào cái gì nào? Ví f phẩy x không đạo hàm. Bây giờ sẽ tìm được k. Tức là cho x không sẽ tìm được y không và k. Cái thứ hai cho y không. Cho y không tức là cho tung độ, đúng không? Cho tung độ y không thì phải đi tìm được gì? À, em phải đi tìm y không. Tìm y không. Tìm y không thì làm nào tìm y không? À, bằng cách này em thay y0 vào đây. Em thay y0 vào cái chỗ này thì ta sẽ được một phương trình muốn ẩn. Đó là fx bằng y0. Tức là tìm y0 từ phương trình là fx. Sau khi tìm được y0 rồi thì em sẽ tìm được k không? Này, ta sẽ tìm được luôn k. Tìm k thì làm như bên trên ấy, đúng không? Là em thay y0 vào cái phương trình và vào cái biểu thức f phẩy sẽ tìm được k. Đúng chưa? Đã trở về hai. Trường thứ ba sao em?
Điều thứ ba đó là cho ca. Cho ca, cho ca tức là cho cái gì? Cho hệ số góc. Cho ca thì nhiệm vụ của em muốn biết quy trình tiếp tuyến thì phải tìm x0 và gì? Cho ca thì phải tìm x0 và y0, mà hình như x0 tìm được từ đầu tiên đúng không? Hãy tìm x0 mà cái động tác là thay vào đây, đúng không? Đầu tiên em phải tìm x0 bằng cách giải phương trình f phẩy x bằng k. Giải phương trình f phẩy bằng k sẽ tìm được x0. Có x0 rồi thì lại tìm được y gì? Y0 đúng không? Tìm y0 bằng cách thay vào phương trình y bằng f phẩy. Đây là ba trường hợp cơ bản nhé, đúng không? Các trường hợp này thì chúng ta cần phải lưu ý là đấy, cho một trong ba đại lượng em sẽ tìm được cái đại lượng còn lại, mà áp dụng công thức tiếp tuyến em sẽ biết được phương trình tiếp tuyến. Được chưa? Đấy là nhận xét một. Nhận xét hai, nhận xét hai chúng ta sẽ nói với nhau bằng cái cách mà khi nào người ta cho ca. Cái việc cho x0 và y0 thì khá là tưởng minh, là cho x0 tức là cho hoành độ rồi đúng không, cho y0 là cho trung độ rồi, nhưng cho ca bằng các giả thiết nào? Thêm để ý sau, người ta sẽ cho ca bằng các giả thiết từ các giả thiết sau. Giả thiết đầu tiên là gì nào? Là hai đường thẳng song song vuông góc hoặc là góc với hai đường thẳng. Chúng ta sẽ lưu ý là hai đường thẳng song song với nhau khi nào, hai đường thẳng vuông góc với nhau khi nào, mà góc giữa hai đường thẳng xác định như thế nào. Thầy sẽ nhắc lại cho em nhé. Đây, thầy sẽ để cái này là dấu cộng này. Đường thẳng D1 phương trình y bằng k1 x cộng b1, D2 y bằng k2 x cộng b2. Thì thế nào nhỉ? Hãy nhớ lại cho thầy xem là D1 song song D2 khi k1 bằng k2 và b1 cộng b2. Hai đường thẳng song song với nhau nếu hệ số góc bằng nhau. Tuy nhiên hệ số tự do phải, đúng chưa? Tiếp tục d1 vuông góc với d2 khi nào em nhỉ? Hai đường thẳng vuông góc nếu tích các hệ số góc phải bằng, được chưa? Đấy. Và cái thứ ba nữa là D1 cắt D2 khi nào? D1 cắt D2 khi K1 phải thế nào đấy? Khác cả K1 khác cả. Và hai đường thẳng đã cắt nhau rồi, đây em này, giả sử D1, D2 cắt nhau thì nó sẽ tạo ra một cái góc. Và chúng ta sẽ xem công thức tìm góc. Giả sử đây là alpha, chúng ta sẽ công thức như sau. Cos alpha bằng bằng gì nhỉ? Chi tuyệt đối của K1, K2 cộng 1 kem chia cho căn bậc 2 của K1 bình phương cộng 1 nhân căn bậc 2 của K2 bình phương cộng 1. Đây là chính là công thức tính cos của góc tạo bởi hai đường thẳng. Được chưa? Đấy. Như vậy, cái giả thiết cho K từ những cái giả thiết là đường thẳng song song, chắc chắn là em sẽ nhớ đúng không? Đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng khác nhau. Được chưa? Đấy. Tiếp tục, người ta còn có thể cho ca bởi cái giả thiết tiếp theo. Tiếp theo đó là góc tạo bởi đường thẳng với chiều dương của trục OX. Đây, giả sử đây, đây là chiều dương trục OX đây em này. Giả sử đường thẳng đây, đường thẳng delta đây chẳng hạn. Đường thẳng delta thì góc tạo bởi đường thẳng với chiều dương trục x là góc này alpha này chẳng hạn, đúng không? Khi em biết cái góc alpha này thì hệ số góc ca sẽ tính như sau, cả bằng tan alpha. Yeah. Như vậy biết alpha ta cũng tìm được chưa? Nhớ cái góc alpha là góc tạo bởi chiều dương của trục x với đường thẳng nào? Đường thẳng delta. Em nhớ chưa? Đấy, đấy là những cách cho ca. Tóm lại là phần lý thuyết như sau, là các em chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta sẽ điểm qua một chút lý thuyết. Đây, phương trình tiếp tuyến cần phải nhớ, đúng không? Các bài toán thường gặp là gì? Là cho một trong ba đại lượng k x0 y0 phải tìm hai đại lượng còn lại và áp dụng công thức.
Được chưa? Đã. Cho cái gì cần tìm cái gì thầy đã nói ở nhận xét một. Được chưa em? Đã. Tiếp tục nhận xét hai cho em thấy là cái việc cho ca có thể được thể hiện ở các giả thiết có đường thẳng song song, vuông góc, cắt nhau, đúng không? Và cái việc cho ca cũng có thể được tạo bởi cái giả thiết đường thẳng góc với đường thẳng với chiều dương của trường gì hữu ích.